Thì với cái câu hỏi tiếp theo đó là tiêu chuẩn để các startup Việt Nam anh thị trường quốc tế. Ừ. Theo anh thì nhìn này à các startup Việt Nam ngày nay đứng trước một cái lợi thế là chúng ta được gia nhập hội nhập vào toàn cầu. Đó vừa là một cái ưu thế, vừa là tức là vừa là pros and cons, vừa là một cái ưu điểm vừa là một cái nhược điểm. Ưu điểm là chúng ta được chơi ở một cái cuộc chơi toàn cầu nơi mà có thị trường của họ là thị trường là 8 tỷ dân. Đúng không? Nhưng cái nhược điểm là gì là chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng với các startup khác trên toàn thế giới, chúng ta phải cạnh tranh với các startup từ Hàn Quốc, Mỹ, Japan, Singapore. Vậy thì rõ ràng là cái tiêu chuẩn của chúng ta phải là tiêu chuẩn thế giới. Vậy anh không thể nào nói rằng là à tôi là từ Việt Nam bởi vì chúng tôi đi chậm hơn các bạn nên các bạn đợi tôi một tí các bạn thông cảm với tôi không có chuyện đó. Thương trường là chiến trường và cái tiêu chuẩn của các cái startup của mình nó phải là một cái tiêu chuẩn thế giới. Vậy thì rõ ràng là cái bài học mà chúng ta phải ready aware phải 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 aware được ở đây là gì là chúng ta đang cạnh tranh trong một môi trường toàn cầu và cái tiêu chuẩn phải là tiêu chuẩn thế giới. Dạ. Yeah.